Thời gian tới, Lào Cai sẽ phát triển 5 sản phẩm dược liệu gắn với du lịch. Đó là thuốc tắm người dao đỏ, các loại sản phẩm làm đẹp, chất tẩy rửa hữu cơ từ thảo dược, nhóm thảo dược dùng trong ẩm thực, các loại tinh dầu và nấm đông trùng hạ thảo. Đây là hướng đi tiềm năng, không chỉ khai thác giá trị văn hóa, thế mạnh tự nhiên, xã hội của các địa phương, mà còn thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển dựa trên du lịch và thế mạnh dược liệu. Thời gian tới, Lào Cai sẽ tập trung phát triển vùng trồng các loại cây dược liệu quý, chủ yếu tại thị xã Sapa, Ba Sát, Văn Bản. Duy trì vườn dùng gốc cây thuốc tắm tại xã Tà Phìn và nhân rộng thêm 1 đến 2 vườn. Tiếp tục duy trì diện tích trồng xả lấy tinh dầu tại các huyện Bảo Yên, Simacai, Bắc Hà, Mường Khương. Mỗi địa phương lựa chọn xây dựng 1 đến 2 mô hình trồng cây dược liệu gắn với các món ăn bản địa nhằm thu hút khách du lịch.